rồi vô ngon cơm rồi biết bạn. Tại nhiên mọi người nha, không biết là mình sẽ lên video của chiếc R15 báo giá tháng này trước hay là báo giá chiếc Jupiter trước nữa đây. Cái này do định mệnh nha, có Jupiter bạc nè, mình sẽ báo giá. Nào biết là ưu tiên đặc quyền riêng nào biết con này, tại lâu rồi chưa có hứa với các bạn quay, nào biết lâu rồi mà chưa có quay nha. Cái này tôi nghĩ mình làm để vô vậy chơi vậy nè. Vivo nó Vivo về màu xanh với màu đỏ nha mọi người nha. Rồi. Rồi hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay cũng về được R15 màu đen với lại con MT màu đen, chủ yếu là đủ xe để trả cọc lại cho khách đặt cọc hồi tháng 6 và tháng 7. Thì bị gần 3 tháng mùa dịch không có xe để trả tiền trả xe như những khách hàng đặt cọc á. Thì bây giờ có về rồi, tới lúc xe về rồi thì khách hàng đi công tác ở Hậu Giang với Vĩnh Long hết chưa chứ cũng chưa có mua được nữa. Thì nói chung là hiện tại là R15 và MT15 là bên mình đang đủ màu nha. Mỗi màu, mỗi một loại xe là nó có hai màu, xanh bạc và màu đen nhám. Tất cả đều là tem mới hết. Nói là tem mới thôi chứ nó cũng gần thời gian lâu rồi chứ bộ. Ví dụ như là cái con xanh bạc này chẳng hạn, bạn nào hiện tại đang thấy ở cửa hàng nào đó đang bán một cái con màu xanh mà có màu đen bóng, thì cái màu đó là cái màu của phiên bản trước nha. Màu mới hiện tại là màu xanh tem màu bạc như thế này. Giấy tờ ga cà vẹt xe của các bạn á, là chiếc này là màu xanh xám nha. Mình nói để cho các bạn nào mua xe có về độ gì đó thì sẽ biết cái tông màu của xe trên cà vẹt của các bạn là màu đó. Phuộc xe vẫn là phuộc upside down. Phanh thì không có ABS giống như là R15 V3 bên Ấn Độ hoặc là bản phiên bản V4 mới ra bên Ấn Độ nha. Và hiện tại cũng chưa có bất kỳ một cái thông tin nào là Yamaha Motor Việt Nam sẽ nhập chiếc xe R15 V4 về Việt Nam mình để kinh doanh chính hãng hết. Thì mẫu hiện tại vẫn đang sản xuất là phiên bản Vision 3 này. Giá của chiếc màu xanh xám này là 70.900.000 đồng. Giá này đã bao gồm VAT, chưa có trước bạ biển số nha. Và anh nào đã đặt cọc chiếc xe này trước cái thời điểm dịch bệnh thì mình sẽ giữ cái giá trước thời điểm dịch bệnh cho anh chị nha, yên tâm. Tại vì các anh chị đã đợi 3 tháng rồi thì giống như là phải có một cái gì đó để ưu đãi cho mọi người nha. Chiếc xe này mới rửa đó, nãy đầu video mình có quay cho các bạn xem là nó băng bó tùm lum hết trơn, sợ chạy xước các mọi người xe nhập Indo với lại là chuyển xe tải về á, sợ xe này quẹt xe kia cho nên là họ bao bọc rất là kỹ. Tem màu bạc nè, xe này cũng có VVA 155 phân khối nha. Cục máy xe này thì mình nghĩ với lại Exciter 155 thì nó cũng giống như nhau rồi. Này cái chỗ gác chân các bạn nó cũng buộc dây như thế này. Cái khoảng cách gầm xe này là 170 nha mọi người, còn khoảng cách giữa hai chục bánh xe là 1325. Nói chung là cả phanh trước phanh sau thì đều là phanh đĩa hết, không có ABS, cũng giống như Exciter 155. Và cái chiếc này hơn Exciter 155 ở khoảng là có phục upside down ha. Cân nặng xe này hiện tại thì 137kg là nó nặng hơn chiếc Exciter tầm khoảng 16-17kg á. Động cơ xe là 4 thì 4 van làm mát bằng dung dịch ở đồ các xe. Và cái công suất tối đa là 14.2kW ở 10.000 vòng trên phút. Còn cái moment xoắn cực đại là 14.7 nm tại 8.500 vòng trên phút. Đèn trước vẫn đèn sau cũng là đèn LED ha. Đây, như các bạn thấy đây. Kiểu dáng xe này thì dạng xe mô tô phân khối nhỏ mà mọi người. Ở cái tầm giá này mọi người sở hữu chiếc xe mà có một cái kiểu dáng mô tô như thế này thì mình thấy cũng hợp lý rồi. Tại vì trong thời gian qua cũng bán chạy mẫu này. Thật sự nếu mà so chiếc này với chiếc MT15 thì mẫu này bán chạy hơn MT15 nhiều. MT15 hơi kén cái độ tuổi chạy tí xíu và hơi kén cái thị hiếu người Việt. Về mặt đồng hồ thì mình bật rất là nhiều lần trong mấy video khác rồi, bây giờ không bật nữa ha. Cụm công tắc thì cũng rất là quen thuộc rồi, có cái nút đỏ đỏ là cái công tắc phụ giống như ẹt vậy đó. Khi các bạn tắt là không có đề máy được luôn, nó tắt máy luôn và khi bật lên thì mới đề được. Lâu lâu mấy đứa nít hay bấm vô sáng đề máy không được chửi nha. Dung tích bình xăng này là 11 lít và muốn mở bình xăng thì phải ghim cái chìa khóa vô ngay cái nắp bình xăng mới mở được. Cái mức tiêu hao nhiên liệu là 2,02 lít trên 100 km, trung bình 1 lít xăng các bạn đi khoảng gần 50 cây. Cái đó chỉ là thông số thôi, khi các bạn trải nghiệm trên đường thì nó sẽ có cái phần khác so với cái thông số này, tùy người chạy và tùy cái mật độ mà các bạn lưu thông trên đường nữa. Đối với một chiếc xe tay ga như NVS thì cái yên của nó phân tầng rõ rệt hai cái tầng á, thì nó hạn gây khó khăn cho cái người dùng. Còn ở chiếc xe này thì ít người dùng nào phản ánh lắm, bởi vì kiểu dáng nó đã mô tô sẵn rồi nó phải thiết kế yên như vậy.
cái mở cốp yên thì các bạn vẫn phải ghim chìa khóa ngay cái yên này mới mở được ha. Ở trong đó thì nó có cái bộ phụ tùng rồi cái bình xe nó cũng nằm trong đó luôn. Chỉ mở được cái yên, cái cốp là chỉ mở được cái yên trước thôi nha. Còn cái yên sau thì nó đang đính dính luôn. Tem xe là tem màu xanh, ở phía sau là màu bạc nhám nè. Và cái mỏ phía trước cũng là màu bạc nhám luôn. Còn cái mâm của xe là mâm màu xanh GB, chung với cái màu sắc của xe. Nói chung màu đặc trưng của Yamaha đó, mình muốn phối thì màu gì đó nó phối. Cũng là một cái đặc điểm để mình phân biệt giữa đời cũ với đời mới vậy thôi. Đây, để mình quay cái lớp sau cho các bạn xem ha. Cái lớp sau có kích thước là 140x70x17 inch. Lớp không xăm ha, thắng thắng đĩa như mình nói lúc nãy. Chế độ bảo hành là 3 năm nha. Yên tâm nha, xe chính hãng là sẽ có chế độ bảo hành đầy đủ hết. Vô sửa xe, vô bảo hành gì được hết. Chế độ bảo hành là toàn quốc 3 năm hoặc là 30.000 cây. Cái điểm đó là cái đặc điểm khác với các bạn mua xe ở các cửa hàng tư nhân nhà bên ngoài, là sẽ không có chế độ bảo hành. Giá cả thì bây giờ nhiều khi nó cũng xem nhau nữa. Hồi đó nó trên giá nhiều lắm, nó trên lệch nhiều quá. Tại vì cái con này lúc đó tới 90 mấy triệu lận. Còn bây giờ chỉ xuống 70, 71 gì rồi. Cho nên là nó sẽ cũng ngang giá xe với các cửa hàng tư nhân à, mà được chế độ bảo hành là 3 năm nữa. Còn cái kích thước của cái lớp trước á, là 100x80x17 inch ha, cũng là lớp không xăm luôn, vỏ không gột. Thì mấy chiếc xe dạng mà từ khoảng 30 mấy triệu, 40 mấy triệu trở lên của Yamaha vỏ không gột hết rồi. Rồi đây là cái phiên bản màu đen nhám, một trong những màu sắc mà các bạn tìm trước cái mùa dịch, trước cái thời gian giãn cách rất là nhiều. Bởi vì màu sắc này rất là khó về, không hiểu sao luôn. Đặt cái con xe này số lượng bằng chiếc màu xanh đó, mà nó về lại ít hơn màu xanh, cho nên là các bạn tìm nhiều hơn và không đủ hàng để cung cấp trong cái một khoảng thời điểm nhất định đó. Cho nên là phải đặt cọc nhiều lắm. Thì cái phục upside down màu vàng trên một cái nền, cái con xe màu đen mình thấy rất là ấn tượng. Và cái bộ tem của xe là tem màu bạc. Cái dấu hiệu đời hiện tại đang sản xuất là tem màu bạc nha mọi người. Còn các bạn nào thấy chiếc màu đen nhám mà tem màu đỏ, có cái viền mâm màu đỏ, đó là cái đời trước nha. Là đó là đời trước. Đây nè, cái chữ này là cái nồi chống trượt nè mọi người. Nó cũng chống trượt bánh sao đó rồi đó. Nhưng mà về công nghệ thì mình mê cái con R15V4 bên Ấn Độ hơn. Cả một trời công nghệ trên chiếc xe đó luôn. Nghe coi cái clip giới thiệu mà mê luôn á. Không biết khi nào về tới được tới Việt Nam, mà không biết là về đây giá bao nhiêu nữa. Rồi chiếc xe màu đen nhám này giá hiện tại là 70.900.000 luôn mọi người, đã bao gồm VAT nha. Chưa có tiền trước bạ biển số nha các bạn nha. Các bạn phải nhắn tin với mình là cái địa chỉ hộ khẩu các bạn ở quận huyện xã nào để mình báo chính xác cái tiền giấy tờ nha. Mỗi nơi sẽ có một cái mức phí khác nhau. Cái bình xăng của chiếc xe này là nó màu sơn bóng, màu đen bóng, không phải là màu đen mờ đen nhám. Và cái đèn nè mọi người, cái đèn này nó giống như là cái con Exciter 155, cái đèn như cái dè này giống. Ủa, phải nói ẹp giống con này mới đúng, con này ra trước mà. Còn cái kiểu đèn xi nhan thì tha hồ cho các bạn độ lại hoặc là để ghim cũng được. Tại vì cái dáng xe này nó cũng bự, cái đèn xi nhan nó chìa ra quá, nó cũng không có bị lồi quá giống như là mấy chiếc Underbone. Kích thước dài rộng cao của xe là 1970x670 và nhân với 1070. Có một cái chướng ngại về chiều cao, đó là cái yên xe này nó cao 815. Thì các bạn tầm khoảng 1m65 trở lên là các bạn ngồi có thể được, là dưới 1m65 này sẽ với đó nha. Với khó chạy lắm á, hơi khó chạy á. Còn khoảng 1m7 trở lên là ngồi rất là ok luôn. 1m7 trở lên là ngồi đẹp nha. Ví dụ như bạn nào đang ở 1m63, 64, 65 thì các bạn cứ ra đại lý ngồi thử nha. Bởi vì có những bạn lưng dài, có những bạn chân dài nữa, cứ ra ngồi thử xem như thế nào. Thì mình thấy là có nhiều bạn có 1m63, 64 là ngồi tới nhưng mà nó bị với. Rồi sơ bộ vậy thôi, cập nhật giá là 70.900.000 trên 2 màu nha.